làm thế nào để các chị em phụ nữ thường xuyên bị chồng đánh sẽ không bị chồng đánh nữa để có cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh video của bác chức tv trong video của ngày hôm nay bác chức tv sẽ chia sẻ với các chị em mà thường xuyên bị chồng đánh chồng chửi thậm tệ rồi thế nọ thế kia Gia đình không hạnh phúc Các chị em thân mến Các video của ngày hôm nay Bác Chức TV sẽ chia sẻ với các chị em Làm thế nào để các chị em bị chồng chửi thậm tệ Rồi chồng nó đánh Sẽ không còn hoặc là giảm bớt cái hiện tượng này xảy ra Các chị em thân mến các chị em có nhận thấy một điều rằng là trước khi chồng mình nó đánh mình thông thường nó sẽ chửi các chị có đúng không ạ khi nó chửi các chị thì các chị phản ứng lại là nói lại nó hoặc chửi lại nó xin lỗi xin các chị em là khi chồng nó chửi các chị các chị phản ứng lại là chửi lại hay là phản ứng uh, gây gắt thì các chị mới bị đánh có đúng điều đó không ạ nếu gặp phải những ông chồng vũ phu một chút chẳng hạn thì các chị phản ứng có thể không gay gắt lắm nhưng cũng bị chồng ạ đánh đập. Vậy thì phương án nào để các chị em gặp phải những người chồng hay vũ phu, các chị em sẽ không còn tình trạng bị đánh nữa hoặc là giảm đi rất nhiều. Nếu như các chị làm theo cách của bác trước TV sau đây. Trước khi chồng các bạn đánh các bạn thì chồng sẽ chửi. Các bạn có nhận thấy một điều rằng chỉ những người thân yêu nhất của các bạn, của các chị em mới chửi các chị em có đúng không ạ? Ví dụ như bố mẹ hay là chồng thì mới chửi các chị. Còn người ngoài thì không ai dám chửi các chị đúng không ạ? những người thân yêu nhất của mình thì mới dám chửi mình. vậy thì khi mà người chồng chửi các bạn là đi mẹ mày hay là câu khác có thể bác chức TV không nói ra hết. nhưng mà các bạn các chị có thấy rằng là khi người thân yêu nhất của mình chửi mình tại các chị có thể dịch ra lúc đấy người chồng của mình không phải nói tiếng Việt nữa mà là tiếng nước ngoài hoặc là các chị có thể cáu giận các chị có thể dịch ra nó có đang không nói người chồng của mình xin lỗi các chị em là là bác chức TV sẽ nói là lúc đấy các chị có thể phản ứng là nó không phải là chồng nữa rồi thì bác chức cũng TV cũng sẽ phản ứng theo à, cách của các chị khi người chồng chửi các bạn như vậy thì các bạn sẽ dịch ra lúc đó người chồng của mình sẽ không phải là đang nói không phải đang nói tiếng Việt mà nói tiếng nước ngoài hoặc là các bạn có thể dịch một cách chua chát hơn là người chồng của mình lúc đó không phải nói tiếng người mà nói tiếng động vật mà nó nói tiếng động vật thì có nghĩa là à, người thân yêu nhất của mình chửi mình thì có nghĩa là người nó yêu mình thì nó mới chửi mình chứ là người ngoài thì không dám chửi mình vậy thì các chị hãy dịch ra là khi người chồng chửi mình thì bạn hãy dịch ra là người chồng mình đang nói là anh yêu em hay là chồng yêu vợ thì bạn phản ứng phải đứng lại là em cũng rất yêu anh lúc đó người chồng của bạn sẽ phản ứng như thế nào người chồng sẽ tủm tỉm cười có phải không ạ và bạn cũng cười theo cả hai người cùng cười tất nhiên Lúc đó cả hai người cũng nổi sưng nhưng hãy học cái cách phản ứng. Cái sự kiện mà xảy ra với chị em là chồng chửi thì cách phản ứng nó quyết định tới 90%, cái sự kiện chồng chửi chỉ quyết định có 10% cái cái trận đòn mà mà các chị gặp phải thôi. Nếu các chị phản ứng nhẹ nhàng thì các chị sẽ không bị đánh. Các chị phản ứng chửi lại chồng thì các chị mới bị đánh, có đúng không ạ? khi các chị phản ứng là à, là hãy dịch ra tiếng của chồng nó lúc đấy chồng nó nói là không phải nói tiếng việt nữa hoặc là chồng nó nói không phải nói tiếng người nữa thì các chị sẽ dịch ra là nó bảo là anh yêu em hay là chồng yêu vợ thì lúc đó bạn sẽ nói là em cũng rất yêu anh chồng nó chửi ví dụ bác trước tivi sẽ dịch ra như này chồng nó chửi là đi mẹ mà con kia hay là đi tiệm mày thì các chị sẽ dịch ra là chồng nó đang nói là anh yêu em hay là chồng yêu vợ thì các bạn ấy bảo là các bạn các chị sẽ nói với chồng là em cũng rất yêu anh thì lúc đó cả hai người sẽ bật cười ra thì lúc đó sẽ giàn hòa được cuộc sống cuộc cãi vã của hai vợ chồng các bạn có phải không ạ tất nhiên là phản ứng lúc đó thì ai cũng tức vợ tức mà chồng cũng tức nhưng chúng ta cái cách phản ứng cái sự kiện mà mà xảy ra thì các bạn hãy phản ứng để làm sao để giữ vững hạnh phúc gia đình của mình. Tất nhiên rằng là cuộc sống vợ chồng thì thường xuyên sẽ xảy ra những xô xát va vấp gì đó không tránh được. Nhưng chúng ta hãy học cách phản ứng. Làm sao để người phụ nữ khỏi thiệt vào thân của mình. Chị em phụ nữ bản chất là rất thiệt thòi, là người rất nhịn nhục, nhịn nhục, lo cho gia đình của mình. Nhưng đôi khi các bạn vẫn gặp những người chồng vũ phu này nọ. Vậy thì chúng ta hãy phản ứng một cách. Như bác trước TV nói, các bạn chỉ những người thân yêu của mình thì mới chửi mình, còn những người ngoài không ai dám chửi mình cả, đúng ạ. Người yêu mình chửi mình thì mình hãy dịch ra, nó người chồng của mình nói là anh yêu em hay là chồng yêu vợ hay là tao yêu mày chẳng hạn thì các bạn sẽ phản ứng là em cũng rất yêu anh thì đúng thì lúc đấy vợ cũng cười mà chồng cũng phì cười ra thì của cơn các cơn bực tức sẽ không còn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh video của Bác Trước TV. Trong những video tiếp theo, Bác Trước TV sẽ chia sẻ sâu hơn về vấn đề này. Nếu video của Bác Trước hay và có ý nghĩa, thì các bạn hãy ấn nút đăng ký và nút chia sẻ để cho các chị em khác khỏi tránh phải những khỏi gặp phải những trận đòn của những ông chồng vũ phu. Cảm ơn các chị em đã theo dõi video của Bác Trước TV. Xin chào và hẹn gặp lại.